Khách yêu thích nhất là cái món bọc chiên hàu, hàu chiên trứng mềm, rồi bánh hàu chiên giòn. Bánh hàu là giòn. Mà khi tới đây nhất định các bạn phải thử cái món bánh hàu nha. Cái kiểu bên ngoài là lớp hoành thánh được chiên giòn rụm, bên trong có rất nhiều hàu luôn, có phủ một lớp bọc mỏng để kết dính lại. Mình chiên bằng là bếp điện. Mình chiên bằng bếp điện để giòn đều bốn mặt, xong rồi mình qua chảo để cho nó có mùi chảo thơm. Rồi cái món bột chiên ở đây cũng rất lạ so với nhiều chỗ khác, là bột được chiên vàng giòn bốn mặt rồi mới đem qua áp chảo. Cái kiểu chiên như thế này nè, rất là thơm mà mình ăn cảm giác nó không có bị ngán, cũng ít bị ngấm dầu nhiều nữa. Còn cái hàu chiên trứng không á là mềm. Rồi, nếu các bạn không ăn bột chiên, muốn ăn mềm á thì có cái món hàu chiên trứng nha. Là chỉ có trứng và hàu thôi, mà con hàu ở đây tươi to ú nụ lắm luôn á. Mà tôi khoái nhất là cái món mà hành ở đây nè, cái kiểu có tép mỡ da giòn, hành rồi có sá bấu nữa. Có cái món tôm dùm cũng được nhiều khách ưa thích. Món tôm dùm hàu, tôm dùm bò, tôm dùm tôm. Rồi quán cũng có cái món bún thái tôm dùm cũng rất là này nọ luôn á, cái vị nước rất là đậm đà. Tôi mê hàu nên tôi gọi bún thái tôm dùm hàu nè. Và đây là tiệm bột chiên Văn Ký của anh chủ người Hoa ở 92 đường số 9 cư xá Bình Thới, quận 11 nha.